Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký chống dịch COVID-19 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Ngày 17 tháng 9 có 11.521 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đã gần 10.000 ca. Bản tin dịch COVID-19 tối 17 tháng 9 của Bộ Y tế cho biết có 11.521 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cộng lại đã gần 10.000 ca, trong ngày có hơn 9.900 bệnh nhân khỏi. Thông tin các ca mắc mới COVID-19 tính từ 17 giờ ngày 16 tháng 9 đến 17 giờ ngày 17 tháng 9 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.521 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 11.506 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh là 5.972, Bình Dương 4.013, Đồng Nai 345, Long An 273, Kiên Giang 180, Tiền Giang 118, Tây Ninh 114, An Giang 106, Quảng Ngãi 52, Cần Thơ 50, Quảng Bình 37, Đồng Tháp 35, Khánh Hòa 35, Bình Phước 21, Bình Thuận 18, Hà Nội 15, Bạc Liêu 14, Ninh Thuận 13, Quảng Trị 12, Bà Rịa Vũng Tàu 12, Hậu Giang 11, Phú Yên 10, Bình Định 9, Nghệ An 9, Đà Nẵng 8, Sóc Trăng 6, Lâm Đồng 3, Vĩnh Long 3, Thừa Thiên Huế 3, Thanh Hóa 3, Cà Mau 3, Bến Tre 1, Quảng Nam 1, Gia Lai 1. Trong đó có 6.656 ca trong cộng đồng. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.024 ca. Tại một số tỉnh như sau, thành phố Hồ Chí Minh tăng 237 ca, Bình Dương tăng 1.015 ca, Đồng Nai giảm 222 ca, Long An giảm 8 ca, Kiên Giang giảm 18 ca. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 667.650 ca nhiễm, đứng thứ 47 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, tức là bình quân cứ 1 triệu người thì có 6.786 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 663.232 ca, trong đó có 430.691 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 14 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình. Có 4 tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 326.795, Bình Dương 173.086, Đồng Nai 38.081, Long An 29.843, Tiền Giang 12.760. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân khỏi bệnh, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.914, tổng số ca được điều trị khỏi là 433.465. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.505 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.507, thở oxy dòng cao HFNC là 972, thở máy không xâm lấn là 131, thở máy xâm lấn là 862, ECMO là 33. Số bệnh nhân tử vong. Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 212 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 166, Bình Dương 28, Long An 2, Tiền Giang 2, Tây Ninh 2, Đà Nẵng 2, Cà Mau 1, Khánh Hòa 1, Bình Thuận 1, Đồng Tháp 4, Cần Thơ 1, Bình Định 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 250 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 16.637 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, tức là 2,1%. Tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 218.322 xét nghiệm cho 795.175 lượt người. Trong 24 giờ qua đã thực hiện 218.322 xét nghiệm cho 795.175 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 16.178.305 mẫu cho 47.492.652 lượt người. Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19. Trong ngày 16 tháng 9 có 630.323 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 33.006.632 liều, trong đó tiêm một mũi là 26.821.906 liều, tiêm mũi 2 là 6.184.726 liều. Những hoạt động nổi bật của ngành y tế trong ngày.
Bộ Y tế ban hành thông tư số 13 năm 2021 TT-BIT ngày 16 tháng 9 năm 2021 về việc quy định cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách. Tiếp tục huy động hỗ trợ nhân lực phòng chống dịch COVID-19 cho thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện tuyến trung ương, Sở Y tế một số tỉnh thành phố đã cử 3 đợt với tổng số là 3.216 cán bộ, với 947 bác sĩ, 2.077 điều dưỡng, 164 kỹ thuật viên, 100 giáo viên, sinh viên. Giáo viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng y dược của Trung ương và tỉnh, thành phố hỗ trợ cho các quận huyện là 4.373 cán bộ, trong đó điều tra truy vết là 36, lấy mẫu xét nghiệm là 4.275, làm việc tại cơ sở F0 là 62. Riêng Học viện Quân y cử 1.434 cán bộ tham gia. Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, tại các vùng đỏ, vùng cam sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân 3 lần trong 7 ngày theo hộ gia đình với phương pháp test nhanh mẫu gộp 2 đến 3 người một test một hộ gia đình, hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp theo hộ gia đình toàn bộ thành viên trong một hộ gia đình một mẫu gộp. Tại các vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh sẽ thực hiện xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình với tần suất là 5 đến 7 ngày một lần. Thành phố Hà Nội tiến hành rà soát lại toàn bộ các đối tượng đã tiêm mũi 1, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tiêm phủ mũi 2, gửi Sở Y tế tổng hợp để tham mưu thành phố làm việc với Bộ Y tế để kịp thời được phân bổ vaccine tiêm mũi 2, phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành, đảm bảo đúng thời hạn theo quy định với từng loại vaccine. Tỉnh Kiên Giang, từ ngày 17 đến 21 tháng 9 năm 2021, tập trung các nguồn lực xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 với tinh thần quyết liệt bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cắt đứt nguồn lây nhiễm, phấn đấu đạt mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn, chuyển vùng nguy cơ cao thành vùng bình thường mới. Thực hiện hoạt động này, 100% người dân trong vùng cách ly y tế trên địa bàn sẽ được xét nghiệm sàng lọc. Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến chiều ngày 17 tháng 9, cả thế giới có 227.923.189 ca nhiễm, trong đó 204.605.740 khỏi bệnh, 4.686.050 tử vong và 18.631.399 đang điều trị. Trong số này, 100.951 ca diễn biến nặng. Trong ngày, số ca nhiễm của thế giới tăng 118.423 ca, tử vong tăng 2.258 ca, châu Âu tăng 43.648 ca, Bắc Mỹ tăng 8.169 ca, Nam Mỹ tăng 0 ca, châu Á tăng 62.074 ca, châu Phi tăng 2.336 ca, châu Đại Dương tăng 2.196 ca. Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 38.813 ca, trong đó Indonesia tăng 3.835 ca, Thái Lan tăng 14.555 ca, Philippines tăng 20.336 ca, Đông Timor tăng 87 ca.